Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leipzig và câu lạc bộ Real Madrid. Đây là trận đấu thuộc vòng 1/8 ở đấu trường UEFA Champions League của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 14 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Real Madrid sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Leipzig với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng, mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. Trong quá khứ thì câu lạc bộ Leipzig và câu lạc bộ Real Madrid mới chỉ có 2 lần gặp nhau, và 2 lần gặp nhau đó thì mỗi đội đều có một chiến thắng. 5 trận thi đấu gần nhất của Leipzig thì Leipzig thắng 1, hòa 1 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Real Madrid thì Real Madrid đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Real Madrid chấp 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Real Madrid phải đi làm khách, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Leipzig thì mình thấy là Real Madrid đang được đánh giá là nhỉnh hơn Leipzig một bậc. Thứ hai nữa thì xét về phong độ thi đấu ở những lượt trận gần đây thì Real Madrid đang có phong độ ổn định hơn Leipzig rất là nhiều. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Real thời gian vừa qua nó cũng đang rất là tốt, và ở lượt trận này tiếp tục đến làm khách trước một đối thủ đang mất phong độ thảm hại như là Leipzig thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Real Madrid có thêm một chiến thắng nữa. Với việc phong độ đang ổn định cộng với lực lượng đầy đủ ở trận này thì mình dự đoán là với mức kèo này Real Madrid họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Real Madrid chấp nha, hoặc an toàn hơn, bạc hơi thấp, các bạn lựa mức kèo đồng. Mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75. Thì những lần hai đội gặp nhau trên sân của Leipzig thì mình thấy nó cũng không có được nhiều bàn thắng được ghi. Với lại Leipzig họ được đá trên sân nhà thì họ đá cũng cực kỳ khó chịu. Trận đấu này nhiều khả năng là Leipzig họ cũng sẽ gây rất là nhiều khó dễ cho Real. Dự đoán là Real Madrid họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi. Có thể là 1-0 hoặc dữ lắm là 2-0, nghiêng về cho Real Madrid ở trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3 nha. Còn nếu như các bạn thấy Real Madrid chấp ít quá, các bạn nghi ngờ, các bạn không tin tưởng thì các bạn có thể là chọn kèo xỉu trận này không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với mọi thứ đều đang ổn định hơn so với đội chủ nhà thì Real Madrid hiệp 1 họ sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Real Madrid kèo đồng nha và đá nhẹ cái xỉu 1,25. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Real Madrid và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Ưu tiên chọn xỉu hiệp 1 và cả trận này.